Chương 7, quản lý các quyền. Các chủ đề sau được nêu trong chương này bao gồm là quản lý sở hữu file, quản lý những quyền cơ bản, quản lý quyền nâng cao, thiết lập các cấp phép mặc định với UMass, sử dụng các tính năng và hướng mở rộng của người dùng. Chủ đề của cuộc thi SHS bao gồm là kiểm tra mặc định này, những quyền mặc định, rồi tập những danh sách và tập những thay đổi liên quan đến chuẩn là nhóm người dùng, group nhóm người dùng và những người khác, trên quyền là đọc, ghi và chạy, thi, tạo và thiết lập các thư mục, các đường dẫn để sử dụng tập GAID để correction, tức là để cùng làm việc với nhau, hợp tác với nhau. Diagnose và correct, tức là phân tích và sửa, làm cho đúng, sửa chữa các vấn đề liên quan đến quyền trên file. Để truy cập vào các file Linux, chúng ta cần có quyền được cấp phép. Những cấp phép đó được thiết lập với ba cái thực thể, bao gồm người sở hữu file, nhóm sở hữu file và cùng những người khác, nghĩa là tất cả mọi người. Trong chương này chúng ta học cách để cấp quyền. Chương này bắt đầu với một cái nhìn tổng quan về việc quyền cơ bản, sau đó thấy những quyền đặc biệt được phân tích sau. Ở cái cuối chương này chúng ta học cách để thiết lập cái quyền mặc định thông qua dùng UMass và cách để quản lý những thuộc tính mở rộng của người dùng. Duyên nói đây, quản lý các file sở hữu. Trước khi chúng ta đi vào chi tiết, chúng ta cần phải hiểu về vai trò của các file và đường dẫn sở hữu ở file đường dẫn. Thì file và đường được sở hữu file đường dẫn là vai trò rất là trọng yếu cho công việc làm việc với các quyền. Trong chương này đầu tiên chúng ta cần học cách chúng ta nhìn thấy cái quyền đã, những cái tự sở hữu đã. Sau đó chúng ta học cách để thay đổi người quyền của người dùng, sở hữu của người dùng, của nhóm trên file và thư mục. Đầu tiên là hiện các cái quyền sở hữu. Trên Linux mọi file, mọi thư mục đều có hai nhóm sở hữu, đó là người dùng sở hữu và nhóm sở hữu, hai thành phần sở hữu. Ngoài ra thì có một cái là nhóm other, là người thực thể other, thực thể khác mà không thuộc các nhóm còn lại, thì cũng được coi là một thực thể để xem xét liệu cái quyền đến đâu. Nói tóm lại là gì, người dùng này, nhóm và những người khác được hiện ra khi chúng ta chạy cái lệnh ls-l. Những người dùng đó được làm một tập khi được thiết lập khi mà một file hay một thư mục được tạo ra. Trong quá trình tạo ấy, thì người dùng sẽ tạo cái file, thì người đó trở thành người chủ biến của cái file ấy, và cái nhóm chính của người đó trở thành nhóm sở hữu cái file đó. Để xác định liệu bạn đóng vai trò là người dùng có quyền với một file hay một thư mục hay không, thì cái shell sẽ check điều đó. Đầu tiên, cái shell nó sẽ kiểm tra liệu chúng ta có phải là người sở hữu file đó không. Thứ hai, tức là có liên hệ giữa cái file đó với cái tài khoản người dùng. Nếu bạn không phải người dùng thì bạn có quyền, nếu bạn là người dùng đó có quyền thật trên cái file ấy. Và shell dừng lại. Nếu bạn không phải người dùng sở hữu cái file đó thì sẽ kiểm tra xem liệu bạn có là một thành viên của một cái nhóm sở hữu mà nhóm này được chỉ đến chọn trong file không. Nếu bạn là thành viên của nhóm đó, bạn sẽ được truy cập vào file những các quyền của nhóm
và cái sale sẽ không có làm gì thêm. Nếu nếu bạn không phải là người dùng của nhóm, cũng chẳng phải người sở hữu file, và bạn sẽ chưa có quyền truy cập vào cái ACL, tức là danh sách các điều khiển truy cập, thì bạn sẽ có quyền của những người khác, được thực thể những người khác. Vậy thì ở nhìn thấy các cái trạng thái sở hữu hiện tại, chúng ta dùng là lệnh let trừ l. Câu lệnh này cho biết là người người dùng sở hữu và nhóm sở hữu, và chúng ta thể đơn giản đấy, let trừ l, ls ls l. Đây có là thư mục này, có là đi thư mục D, thư mục này read write, tức là với người dùng build này thì sẽ được quyền đọc ghi chạy. Những người dùng khác other, ở đây là group, group thì chỉ có được quyền đọc và chạy thôi, còn người khác có quyền đọc và chạy. À, ví dụ nhỉ, ví dụ rồi.